gái thắc mắc về chiếc chăn nhỏ xíu trên giường khách sạn, dân mạng bật cười chỉ ra mục đích thật sự. Hóa ra, vẫn có nhiều người chưa biết công dụng thật sự của tấm vải được trải trên giường này của các khách sạn. Mới đây, trên MXH xuất hiện clip thắc mắc về một vật bên trong khách sạn đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Vật này chính là một tấm vải được trải ngang giữa hoặc sát phía cuối giường, thường xuất hiện trong đa số các khách sạn ở khắp mọi nơi. Dù đây không phải lần đầu tiên chủ đề này được đưa ra, thế nhưng nó vẫn thu hút không ít ý kiến khác nhau. Cô gái thắc mắc về chiếc chăn nhỏ xíu trên giường khách sạn, dân mạng bật cười chỉ ra mục đích thật sự. Cụ thể, cô nàng đăng tải clip đã thắc mắc rằng, khách sạn chán thiệt, chân gì mà bé quá. Điều này khiến cho nhiều cư dân mạng bật cười. Bên cạnh đó, không ít người đã chỉ ra mục đích thật sự của tấm vải này. Sự thật là, tấm vải này có rất nhiều công dụng như sau. Trang trí, tạo điểm nhấn cho chiếc giường và cho cả căn phòng. Tránh làm bẩn giường khi khách muốn đặt đồ dùng như túi sách, máy ảnh, lên. Đặt đồ ăn lên khi ăn trên giường, nhờ đó hạn chế làm bẩn giường. Tránh làm bẩn giường khi có những khách nằm lên giường mà không cởi giày hoặc chân còn bẩn. Sử dụng khi làm chuyện tế nhị, tránh để lại vết bẩn, vết ố hoặc dùng cho khách nữ khi đến thời gian đèn đỏ. Hãy sử dụng đúng mục đích nhé. Nguồn, tổng hợp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.